Hello quý vị và các bạn thân mến, chào mừng quý vị trở lại kênh của Tony sáng thứ bảy ngày 14 tới tháng 1 năm 2023. Chúc quý vị một ngày cuối tuần an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nhé. Trở lại phần tin tức của sáng ở Mỹ ngày hôm nay, Tony xin phép được chia sẻ và cập nhật những các thông tin nóng nhất, mới nhất về tình hình của nước Mỹ, về cuộc sống của người dân Mỹ và những sự kiện diễn biến nóng bỏng nó đang xảy ra, bao gồm những nội dung sau đây. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hết lô tài liệu mật này đến lô tài liệu mật khác phát hiện trong nhà của chú Bảy. Vào ngày hôm qua, cố vấn cấp cao của chú Bảy đã chính thức la làng lên với Bộ Tư pháp là lại phát hiện thêm một cái lô tài liệu mật thứ ba trong cái dinh thự của chú Bảy. Chuyện gì đang xảy ra đây? Nội dung thứ hai, Đảng Cộng Hòa chính thức hành động ra tay, chú Bảy đã lên thớt. Nội dung thứ ba, cố vấn cấp cao hàng đầu của chú Bảy đang là vật tế thần. Đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ sau đây, mời quý vị theo dõi. Cũng như thường lệ, nếu thấy thông tin hay, please bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật. Và đừng quên để lại một cái like viết và chữ bình luận để chia sẻ ý kiến của mình đến với tất cả mọi người. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Sau đây sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất. Một trợ lý cấp cao hàng đầu của chú Bảy mới vừa bị đem ra là vật thế thân, là vật tế thần. Tức là như thế này, trong suốt mấy ngày vừa qua, không hiểu chuyện gì trong cái nội bộ của chú Bảy và không hiểu chuyện gì đang xảy ra với chú Bảy mà rầm rộ các cố vấn cấp cao trợ lý phát hiện hết nơi này có tài liệu mật, nơi kia có tài liệu mật, cả luôn nhà riêng của chú Bảy cũng tài liệu mật, và bây giờ dinh thự của chú Bảy ở Delaware cũng có tài liệu mật. Thì đùng một cái, vào ngày hôm qua, một trợ lý cấp cao hàng đầu của TT chú Bảy, người được cho là đã bị FBI, tức là cục điều tra liên bang, bóc ra để thẩm vấn và điều tra trong mấy ngày vừa qua, tại vì liên quan tới các tài liệu mật. Và cái người này tên là Ca Tỳ Trung, cái cô này là trợ lý điều hành của chú Bảy khi ông ta còn là phó TT, à tức là cái cô này nè, cô làm việc với chú Bảy rất là lâu rồi quý vị nha, từ cái thời chú Bảy còn là phó TT. Và cô này đã bị phát hiện ra là đã làm việc rất là thân mật với con trai chú Bảy, tức là cái cô này và con trai chú Bảy thường xuyên liên lạc với nhau qua email, điện thoại. Nói nôm na là cũng chắc là cũng có dính dáng tới những cái chuyện mà cái máy tính sách tay của con trai chú Bảy đó. Đó, thì trong thời gian mấy tiếng đồng hồ vừa qua, thì FBI, Bộ Tư pháp bị dư luận, bị áp lực của công chúng cho nên phải ra tay để điều tra chú Bảy. Thì bây giờ họ đã tuyên bố là họ bắt đầu cái cuộc điều tra và họ đã cử ra một cái công tố viên đặc biệt. Nhưng bây giờ họ đùng cái họ bắt cái cô Ca Tỳ Trung này ra để làm vật thế thần. I don't know, có thể là cho có lệ, tại vì FBI và Bộ Tư pháp đang là của Đảng Dân Chủ quý vị nha. Rồi đó là cái nội dung thứ nhất. Bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ hai. Vào ngày hôm qua thì Đảng Cộng Hòa tại Washington DC ở Hạ Viện đã chính thức ra tay hành động. Thì phía bên Đảng Cộng Hòa ngày hôm qua đã loan báo là họ bắt đầu tiến hành một cái cuộc điều tra về những cái tài liệu mật mà được tìm thấy tại văn phòng riêng của chú Bảy, cũng như là ở trong gara và ở trong dinh thự của chú Bảy. Trong thư gửi đi cho ông Bộ trưởng Tư pháp thì Ủy ban Tư pháp Hạ Viện đòi Bộ trưởng Tư pháp là phải nộp hồ sơ những cái gì liên quan tới những cái tài liệu mật mà họ đang điều tra chú Bảy, phải nộp hết cho Ủy ban Hạ Viện là thuộc Đảng Cộng Hòa để họ bắt đầu điều tra cái vụ này. Người dân Mỹ xứng đáng được biết các giới chức công lực cao cấp của phía hành pháp phải giải thích minh bạch về cái chuyện này. Tức là bên phía Ủy ban Hạ Viện của Đảng Cộng Hòa nói là Bộ Tư pháp dù không thể nào giấu giếm, dù không thể nào quăng cục lơ được nữa rồi, dù đừng có làm giống như cái thời năm 2020 mà cái máy tính sách tay của con trai chú Bảy á, là vô quan cục lơ. No, kỳ này vô không được quan cục lơ. Người dân Mỹ xứng đáng được các giới chức cao cấp của phía bên hành pháp giải thích là chuyện gì đang xảy ra với những cái tài liệu mật này.
Tại sao nó nằm một xó ở trong gara? Tại sao nó nằm ở trong cái tủ quần áo của chú Bảy ở trong văn phòng? Tại sao nó nằm trong cái dinh thự riêng của chú Bảy? Đó, nó là như vậy quý vị nhé. Cho nên bây giờ vào ngày hôm qua, Ủy ban giám sát hạ viện đã bắt đầu tiến hành một cái cuộc điều tra riêng về cái vụ này. Thành ra chú Bảy chính thức bị lên thớt quý vị nha. Rồi đó là cái nội dung thứ hai. Bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ ba, nó liên quan tới tài liệu mật cái lô thứ ba mới vừa được phát hiện tại cái dinh thự cá nhân của chú Bảy ở Wilmington, tiểu bang Delaware. Thì vào ngày hôm qua, lại một lần nữa, trợ lý cố vấn cấp cao của chú Bảy đùng gọi điện thoại cho Bộ Tư pháp. Alo, chúng tôi mới vừa phát hiện ra được thêm một cái lô tài liệu thứ ba ở trong dinh thự của chú Bảy đây, quý vị ơi. Tôi muốn báo cho quý vị biết, chúng tôi là có sao nói vậy người ơi, tức là minh bạch, nó thấy thành ra la làng lên, chứ không phải là chúng tôi giấu giếm hay là ém nhẹm gì nghe đó. Tức là quý vị thấy không, có một cái gì đó nó hơi lạ kỳ, tự nhiên đùng một cái trong 72 tiếng đồng hồ vừa qua, ngày nào cố vấn cấp cao của chú Bảy cũng phát hiện ra lô tài liệu này lô tài liệu kia. Ủa ngộ gì người ta, ok, bên phía chú Bảy thì đi lùng sục nhà tổng thống Trump để tìm tài liệu mật, còn bên phía tổng thống Trump thì không cần đi đâu, không cần đi lùng sục ngôi móc gì, tự động bên phía chú Bảy la làng la xóm lên cho mọi người biết. Làm sao quý vị thấy hai cái nó hơi khác nhau đúng không? Đó thì vào ngày hôm qua, các cố vấn cá nhân của chú Bảy, quý vị nghe kỹ nha, các cố vấn cá nhân tức là riêng biệt của ông ta đó, đã thông báo với Bộ Tư pháp là phát hiện ra cái tài liệu mật thứ ba tại dinh thự cá nhân của chú Bảy ở Wilmington, Delaware. Thành ra bây giờ mình cũng không biết là chuyện gì đang xảy ra với chú Bảy. Có phải là chú Bảy đang dính vào cái dòng gọi là thanh trừng hay không? Hay là cái dòng gọi là dắt chanh bỏ vỏ hay không? Tức là bây giờ hết còn cái gì đó người ta xài được nữa, cho nên người ta dục đó. Nó na là như vậy đó quý vị nhé. Rồi sau giờ phút nhanh gọi là buổi sáng ngày thứ bảy, tôi này cập nhật và chia sẻ những cái thông tin liên quan tới tình hình của đất nước Mỹ. Tôi này cảm ơn quý vị rất nhiều đã bỏ ra thời gian quý báu trong cuộc sống để xem cái video này. Nếu thấy thông tin nó hay, please bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật. Và đừng quên để lại một cái like, viết vài chữ bình luận để chia sẻ ý kiến của mình đến với tất cả mọi người. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Have a good day. Bên cạnh đó thì tôi này xin thông báo, tôi này có cái channel thứ hai tên là Tony Lê Houston, chia sẻ về cuộc sống người Việt tại thành phố Houston, công ăn, việc làm, how to make the money, dân dân và dân dân. Quý vị xem chơi cho vui, xem cho biết, xem để giải trí. Chia sẻ những cái kinh nghiệm của Tony Lê về làm ăn, đầu tư. Nếu quý vị thấy hay, thấy hữu ích thì cũng đừng quên bấm luôn cái nút đăng ký và bấm luôn cái chuông kế bên để ủng hộ tinh thần cho Tony và channel. Và nhấn cái nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng cập nhật cái channel thứ hai của Tony Lê nha. Chút xíu nữa Tony sẽ để cái đường link của channel thứ hai bên dưới cái phần bình luận. Cô chú bác click vào đó thì sẽ dẫn đến channel thứ hai. Have a good day. Thank you.